Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Đen Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn IDO, các dàn Ropoti, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dàn đô tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe thì các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dàn mới nhất mà mình được xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong cuộc video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình Alok của dàn Mizone Network. Tham gia vào dàn hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link chỉ dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat robot. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành phần captcha. Captcha thì hơi khó nhìn một chút, anh em chú ý nhé. Là nút con tin. Các bạn sẽ cho vào group Terra. Mở Twitter ra. Mở Discord. Mở kênh YouTube channel. Các bạn cứ mở hết các kênh mạng xã hội này. Mở kênh YouTube. Ok, mở kênh Telegram. Chúng ta join vào kênh Telegram Arubisapec. Chúng ta cũng sẽ mở kênh Twitter Arubisapec và mở kênh YouTube của Arubisapec nha. Còn bot này thì đơn giản thôi. Chúng ta vào submit đi tên. Chọn đôn. Bây giờ chúng ta sẽ join Discord này. Hi. Follow kênh YouTube này. Follow Twitter của nó này. Này đi tìm cái trực tiếp này. Tìm được bài đăng về dự án Mizone này. Này đi tìm này. Trên Discord thì chúng ta ấn vào Company. Tích Submit. Ấn vào phần Profile ở kênh Twitter, copy phần profiling. Ok đây. Discord username. Đàn vào username Discord này. Ok đây. Chọn đơn. Chọn yes. Kênh YouTube channel. Chúng ta ăn vào phần avatar, ăn vào kênh của bạn. Copy phần profiling. Ok đây. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên Shirt Wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó gọn qua trở lại gọn paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Mizone Network. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Những video tiếp theo.